Thế hệ thứ hai của Valorant Việt Nam sau giai đoạn của Viz và Crazy Guy chào đón một lứa tuyển thủ trẻ và cực kỳ tài năng. Nổi bật trong số đó có thể kể đến như Vines, Jean, Renevan. Và trong số hồ sơ tuyển thủ hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một cá nhân cũng xuất sắc không kém gì những cái tên kể trên. Thậm chí, kinh nghiệm trận mạc còn dày hơn khá nhiều tuyển thủ thuộc thế hệ 1. Cái tên chúng tôi muốn nhắc đến chính là Layla, Hoàng Đức Hùng, tài năng trẻ đầy triển vọng của Valorant Việt Nam. Một quả phát nổ đầu trong một tình huống giao tranh sắp sửa diễn ra. Một quả lựu đạn hướng thẳng vào vị trí của Pina. Pina đã lộ cùng với đó là một cái recon. Thêm một quả lửa nữa. Chạy đi đâu đây? Chỉ kỹ đến nơi rồi. Và tiếp tục tỉ tố. Đến bốn. Quả Rakio Layla. Và đó là Viz dứt điểm round thi đấu theo một cách thực sự là điên rồ. Sinh ngày 27 tháng 1 năm 2004 tại thành phố Hồ Chí Minh, Layla sớm tìm được niềm vui với những trò chơi điện tử. Nhưng có lẽ ít ai biết được rằng tựa game đầu tiên mà Layla tiếp xúc lại là Zing Speed và Audition. Một điều đặc biệt mà có lẽ nhiều bạn chưa biết, cái tên Layla cũng xuất phát từ tựa game Audition và tài khoản này do chị của anh chàng này tạo. Cùng với tựa game Audition, chàng tuyển thủ trẻ của chúng ta đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên dựa vào việc giả gái để chơi game, nhưng chỉ dưới hình thức donate nhẹ những thẻ game trị giá 20k. Trước khi đến với Valorant, Layla cũng từng tiếp cận với những tựa game FPS, tuy nhiên chỉ để giải trí khi ở thời điểm đó không có bất cứ một giải đấu nào được tổ chức. Và chàng trai của chúng ta vẫn còn quá trẻ để có thể tham gia. Năm 2020, khi tựa game Valorant vẫn còn chưa ra mắt tại Việt Nam, Layla đã có tên trong tổ chức FFQ, Friends Forever Gaming, và thi đấu ở Sea Fire Championship cùng với những Soji, Nhóc Con, Daikute. Ở giải đấu đó, Layla đã cùng với những người đồng đội sớm giành được tấm vé tham dự vòng Sea Main Event. Tuy nhiên, với việc quá thiếu kinh nghiệm thi đấu, FFQ đã sớm dừng bước ngay tại vòng bảng. Sau đó, tổ chức FFQ đã mang về logo và giành được vị trí thứ 2 chung cuộc tại sự kiện Gladiators of Valorant do Dell Việt Nam tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2021. Trong giải đấu chính thức đầu tiên của Valorant Việt Nam 2021 VCT Challengers Việt Nam Stage 2, với việc FFQ không tham gia thi đấu, Layla đã đầu quân cho Fancy Unit, tiền thân của Fancy United Esports, đội tuyển số 1 Valorant Việt Nam hiện tại. Đội hình của Fancy Unit thời điểm đấy bao gồm Rust, Chicken Bell, Junkun, Thắng Weibo, với đội hình thiếu đi sự cạnh tranh nếu phải so sánh với những Steel Your Glory, Division X Gaming hay thậm chí là Severus Esports, Fancy United đã phải dừng bước từ rất sớm và màn thể hiện của Layla trong lần đầu tiên debut với sản phẩm FPS của VNG đã không có quá nhiều điểm nhấn. Khi mùa giải Stage 2 năm 2021 khép lại, Fancy United đã mang về một vài bản hợp đồng ấn tượng, một trong số đó là KLS để tiếp tục tham gia vào các giải đấu cộng đồng. Layla đã cùng với đội hình này giành được hạng 4 tại ROG Think Pro Championship và hạng 3 ở Steel Series Prime Tournament. Với những sự đầu tư hợp lý cả về thời gian lẫn nguồn lực, Fancy United Esports dần dần có được những thứ hạng cao trong các giải đấu giai đoạn cuối năm 2021, có thể kể đến như hạng 2 tại Challengers 2 Set 3 và hạng 4 tại Challengers 3 Set 3. Tuy nhiên, những thứ hạng này không giúp cho Fancy United có thể góp mặt ở những giải đấu quốc tế. Tổ chức này đã ra quyết định cải tổ quy mô lớn khi đưa Acerola và BMV, qua đó vị trí thi đấu chính thức của Layla bị gỡ bỏ. Chàng trai trẻ quyết định tìm một bến đỗ mới, lần này là Division X Gaming với nhiều tham vọng hơn ở đấu trường quốc nội. Layla cũng có cơ hội được trải nghiệm không khí thi đấu với những tuyển thủ nổi tiếng trong khu vực Sea trong giải đấu Sea Esports Championship 2021. Những bước đầu tiên của sự nghiệp tuyển thủ luôn luôn nhiều chông gai và Layla cũng không phải ngoại lệ. Division X Gaming với nhiều sự hy vọng từ khán giả nước nhà đã sớm phải nhận thất bại ngay từ vòng bảng, mặc dù được xếp hạng vào bảng đấu chỉ có 3 đội là Division X Gaming, Sharper Esports của Thái Lan, Sabio Esports của Philippines và lấy đến 2 đội vào playoffs. Sự thất vọng lớn đến nỗi, DXG đã phải tuyên bố giải thể và bỏ ngỏ tấm vé mời trực tiếp đến với VCT Challengers Vietnam Stage 1 2022. Layla cũng đã kịp tìm được MOA mới mang tên Brave Whoops để cùng với những người đồng đội như Ting 2K5, Sota ở mùa giải kể trên. Nhưng với việc thời gian tập trung quá gấp rút, thành tích của Brave Whoops chỉ nằm trong top 8, đồng nghĩa với tấm vé trụ lại tại Split 2. Ở mùa giải Split 2 năm 2022, Brave Whoops mang về những bản hợp đồng chất lượng hơn rất nhiều như KLS, Renewal hay Bell, những cái tên rất nổi bật trong giới tuyển thủ Valorant ở Việt Nam. Thậm chí, họ đã quật ngã được Fancy United Esports và tạo ra cơn địa chấn tại Viking Cầm Thiên. Nhưng sau đó mọi thứ quay trở về điểm xuất phát khi Brave Whoops thất bại trước Severus Esports, đội đương kim vô địch của Challengers. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ dễ dàng với Brave Whoops khi họ chỉ phải chạm trán với Ronin, đội tuyển được đánh giá là lót đường ở nhánh thua. Nhưng trong một buổi chiều Hà Nội mưa tầm tã, không rõ vì lý do gì, Brave Whoops thể hiện một bộ mặt bạc nhược trước đội yếu nhất mùa giải. Qua đó, mất đi cơ hội tái đấu với Fancy United Esports. Chính bản thân họ cũng đã tiếc nuối rất nhiều vì Fancy United Esports đã giành được ngôi vô địch VCT Challengers Vietnam Split 2 từ nhánh thua. Chiến thắng dành cho các thành viên của bên phía team Rodin, chúng ta không có overtime, nhưng chúng ta cũng không còn Brave Whoops tại VCT Stage 2 lần này nữa. Không ăn biết tình, không Brave Whoops, top 4, top
1-2 của vòng main event đã biến mất khỏi giải đấu lần này. Khi sự thất vọng và ngờ vực của cộng đồng đạt đến đỉnh điểm, Prey Groups cũng tương tự như Division X Gaming, không thể vượt qua được áp lực lớn và tuyên bố giải tán đội hình. Lại một lần nữa, chàng trai trẻ sinh năm 2004 lại bơ vơ giữa dòng xoáy Valorant chuyên nghiệp. Cá nhân Layla cũng đã từng nghĩ đến việc dừng thi đấu để tập trung cho kỳ thi đại học. Và rồi sau đó, với lá thư mời nhập học trong tay, Layla lại quay xe đầu quân cho Big Bang trong giải đấu Việt Nam Gaming League. Việc khoác áo Big Bang cũng mang lại một dấu ấn rõ nét hơn cho Layla khi xét về mặt thành tích, đội tuyển tiền thân từ Stereo Glory đã có trong tay rất nhiều danh hiệu. Mùa giải 2023 khởi đầu như mơ đối với Layla ở VCT Challengers Việt Nam Split 1 khi mà Cerberus Esports đã chia tay toàn bộ đội hình Valorant của mình. Big Bang cùng với Fancy United Esports đã tạo nên những trận đấu Van Classical đẳng cấp và mãn nhãn. Mặc dù chật vật ở vị trí thứ tư tại vòng bảng, nhưng khi đặt chân vào vòng playoffs, DNA đấu cúp của Big Bang đã được kích hoạt. Họ lần lượt vượt qua Lazy But Wanna Win và T3 ở nhánh thua, sau đó kéo Fancy United Esports với đội hình toàn ngôi sao như Nizi, Jin, Physio, Jessican và KillerS đi qua 4 map thi đấu trong trận chung kết tổng. Mặc dù thất bại trong cuộc đua vô địch, nhưng nếu xét về tổng thể mùa giải năm ấy, Layla vẫn có thể tự nhận mình thành công. Với ngôi á quân ở Split 1, Big Bang tiếp tục trình diễn phong độ tương tự ở Split 2, vẫn chật vật tại vòng bảng, nhưng vẫn kịp giành vé đến với nhà thi đấu rạch miễu cho giai đoạn playoffs. Cổ nhân có câu, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng điều đó lại đúng với Big Bang tại Split 2, nhưng là một kịch bản rất buồn. Tại nhà thi đấu rạch miễu, Big Bang của Layla đã thất bại trong trận đấu sinh tử trước đối thủ cũ là Pate, qua đó dừng lại vị trí thứ tư chung cuộc. Dưới sân khấu, những giọt nước mắt chia tay của anh Viz tạo nên khoảnh khắc xúc động nhất của Valorant Việt Nam thời điểm bấy giờ. Nhưng y đại biết rằng bên trên khán đài, Layla cũng đã khóc như một đứa trẻ. Chính xác hơn là khi màn hình hiện lên dòng chữ thất bại, tài năng trẻ mang tên Layla đã gục mặt xuống bàn và mất một lúc lâu mới có thể đứng dậy. Một lần nữa, Layla phải đối mặt với tình cảnh đội tuyển chủ quản giải thể, và là lần thứ 3 trong vòng 2 năm chàng trai của chúng ta trải qua cảm giác này. Sau khi kết thúc Split 2 2023, Layla đã cùng với Vines, Dove, Tinh 2K5 và QLS thành lập một stack lấy tên là Tài Năng Trẻ. Đội hình này sau đó hủy diệt giải đấu Acer Predator League 2024, thậm chí hai lần đánh bại Fancy United Esports để giành lấy tấm vé tham dự vòng chung kết diễn ra ở Manila. Nhưng trước đó, họ cũng đã để thua chính Fancy tại trận chung kết của Africa Valorant League, qua đó tuần mất tấm vé đến Hàn Quốc. Nhưng đó cũng là kết quả vừa đẹp cho những nỗ lực của các đội tuyển Valorant tại Việt Nam. Chúng ta đã có một đại diện đến với Hàn Quốc và một đại diện có mặt ở Philippines, đánh dấu sự cạnh tranh đang dần quay trở lại đấu trường Valorant trên mảnh đất hình chữ S. Một tin vui chào đón Layla và những người đồng đội trong MOA Tài Năng Trẻ khi toàn bộ đội hình này được Team Flash, một tổ chức eSports uy tín tại Việt Nam, xác nhận sẽ đồng hành ngay trước thềm họ tham dự vòng chung kết của Predator League. Layla sẽ được sống trong một môi trường eSports chuyên nghiệp thật sự, được tập luyện ở một không gian gaming house đúng nghĩa với những tài năng trẻ đang vô cùng tự tin trong mùa giải VCT 2024 đang đến rất gần. Hy vọng trong năm tới, chúng ta sẽ lại được thấy những trận đấu căng thẳng khi Team Flash đối đầu với Fancy United Esports và màn trình diễn cá nhân của Layla. Ngoài việc là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Layla cũng đang dần tạo tiếng vang với vai trò content creator trong những buổi livestream, khả năng tấu hài hay tạo ra những tiếng cười của anh chàng này rất được lòng khán giả. Ngoài ra, Layla cũng có mối quan hệ tốt với những tuyển thủ nổi tiếng hay những content creator lớn của Valorant. Gần đây nhất, Layla đã đồng hành với Thế Anh 96 và sản xuất những content vô cùng thú vị. Trong lối chơi của mình, Layla cũng không thường sử dụng những đặc vụ duelist như các tuyển thủ trẻ khác, thay vào đó là những đặc vụ ở vai trò Initiator hoặc Sentinels. Nhưng đừng vì thế mà coi thường chàng trai này khi độ bình tĩnh và chính xác trong những pha xử lý cá nhân của Layla luôn ở mức tiệm cận với sự hoàn hảo. Ngoài ra, Layla còn là một weebu chính hiệu khi nắm rõ những bộ anime nổi tiếng của Nhật Bản. Và thay vì warm up bằng Aimlab hay The Range trong trò chơi Valorant, Layla có một thói quen warm up trước mỗi trận đấu với tựa game Osu, một tựa game âm nhạc đòi hỏi khả năng phản xạ rất lớn. Bước sang tuổi 20, Layla sẽ còn rất nhiều thời gian để khẳng định mình trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Vì thế, chúng tôi và những người hâm mộ vẫn sẽ luôn theo dõi từng bước chân và ủng hộ Layla trong suốt cuộc hành trình này. Chúc cho Team Flash sẽ có được nhiều thành công ở mùa giải 2024. Và đừng quên để lại comment cái tên tiếp theo mà bạn muốn tìm hiểu thông qua chuyên mục hồ sơ tuyển thủ. Ngoài ra, để chờ đón mùa giải 2024, chúng tôi sẽ có thêm những nội dung thú vị về các đội tuyển. Hãy đăng ký kênh và luôn nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào của Valorant Esports Việt Nam các bạn nhé!